Cùng với các đặc sản khác của Đà Nẵng, ớt xanh là một món mà nhiều du khách du lịch rất thích mua khi đến với mảnh đất miền Trung này. Không giống với các loại ớt khác, ớt xanh Đà Nẵng có vị cay dịu, vỏ giòn kèm theo vị hậu ngọt nhẹ, đằng sau vị cay. Vì vậy, nhiều người rất thích sử dụng để làm gia vị cho các món ăn hay ăn sống. Cũng vì thế mà tại các chợ bán đặc sản ở Đà Nẵng, các tiểu thương đã gói sẵn từng bịch ớt từ 0,5 đến 1kg cho khách dễ lựa chọn. Thời điểm này thì ớt xanh đang trái mùa, giá khoảng 70.000 đồng 1kg. Theo một tiểu thương ở chợ Hàn, Đà Nẵng cho biết, hàng ngày rất đông du khách tìm đến chợ để mua ớt xanh mang về. Khách mua đông nhất đến từ Hà Nội. Nhờ đó mỗi ngày chị bán được cả chục ký ớt, nhiều nhất lên tới 20kg. Thậm chí có nhiều du khách còn xin số điện thoại để khi hết lại nhờ chuyển xe khách mang ra ngoài đó. Ớt xanh được trồng nhiều ở các phường Điện Ngọc và Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Loại ớt này rất ngon, thông dụng trong chế biến món ăn như kho cá, nấu mì Quảng, làm nước chấm. Mua về mọi người gói lớp báo bên ngoài bỏ vào tủ lạnh, có thể dùng được lâu dài. Vào dịp cao điểm du lịch, các tiểu thương tại chợ có dịp tăng thu nhập. Một du khách mua ớt về làm quà cho biết, ớt xanh Đà Nẵng dễ ăn nên lần nào đi du lịch ở đây chị cũng mua một ít về nhà và làm quà cho những người thân quen. Bên cạnh đó thì nhiều bạn bè cũng nhờ mua hộ đem về. Hiện nay trên địa bàn phường Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam, diện tích trồng ớt xanh chiếm khoảng hơn 2 hectare. Đây cũng là nguồn thu nhập khá cho người dân khi được trồng quanh năm. Ớt trồng trên cát và chậu, chăm bón hoàn toàn tự nhiên. Theo một nông dân cho biết, mặt hàng này bán rất chạy. Sau hơn 2 tháng chăm sóc, ớt cho thu hoạch và chuyển ra Đà Nẵng để phục vụ du khách, các nhà hàng mua chế biến thức ăn. Bên cạnh đó thì nhiều người ở Hà Nội cũng liên hệ mua để gửi ra.